Hello mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cái kem body. Phải nói là dạo gần đây em rất là chích mê chích mẹ nó luôn. Mà tính em cũng nhiều chuyện ha, kem nào em cũng mê. Mà thật sự là khi mà sử dụng nhiều cái sản phẩm rồi á, em cảm thấy là khi mình tìm hiểu ra, trời ơi, bên ngoài còn rất nhiều sản phẩm ngon, tại sao mình lại bị trễ như vậy. Nên hôm nay em phải cực lực quay liền cho mọi người xem về cái kem này luôn. Đây, này có thể nói là em body đầu tiên xóa bỏ được cái suy nghĩ là kem body là có chất tẩy mạnh, khiến da mỏng, da dễ nhạy cảm hơn, dễ bắt nắng hơn. Thì em này hoàn toàn không có những cái suy nghĩ đó, đúng không mọi người? Mình khẳng định nếu mọi người không có điều kiện để theo kem Perfect nha, thì hãy tham khảo ngay kem này ngay và luôn luôn. Nhưng mọi người thấy thì em này có chất kem sữa chua và rất là nhẹ luôn, và mùi hương thoang thoảng nữa, hương không hề bị gắt luôn, mà mọi người thấy nâng tông rất là rõ rệt luôn. Vùng mình đã sử dụng và chưa sử dụng này khác nhau hoàn toàn luôn. Có cái thông tin này cực kỳ là quan trọng luôn này mọi người, em này có thể giữ tông lên tới 24 tiếng, này là thông tin chính thức từ hãng đưa ra luôn. Và nếu mà trong môi trường nước thì tới 12 giờ đó mọi người là nó rất là khó trôi luôn, nên là mang lại cảm giác rất là dễ chịu luôn. Tại vì mình hiểu được cái cảm giác, vì mình đang bôi kem body mà lỡ như gặp trời mưa, hay là đơn cử nhất rất bình thường là mồ hôi đi, nó sẽ chảy ra nhớt nhớt rất là khó chịu, thì em này không hề gặp vấn đề đó luôn. Đó là một điểm rất là lớn về cái em này ha. Em này với cơ chế truyền kích trắng từ cấp độ tế bào, cho làn da của chúng ta trắng khỏe từ sâu bên trong luôn, hoàn toàn không hề gây bào mòn da hay bắt nắng luôn đó mọi người. Với các thành phần như là niacinamide, arbutin, vitamin A, vitamin C và rất là nhiều thành phần khác nữa, nên là hỗ trợ cho làn da chúng ta cực tốt, phục hồi da này, hỗ trợ da khi bị cháy nắng nè, bảo vệ da khỏi tiêu UV nữa. Trời ơi, rất là nhiều công năng ở sản phẩm này luôn, nên là có thể sử dụng sáng tối luôn đó mọi người, nên là mọi người có thể tìm hiểu thử nha. Hiện tại thì mình rất là mê em này luôn, các bạn tự tìm hiểu thử biết đâu nó cũng là chân ái của mình thì sao. Cảm ơn mọi người rất nhiều.